Xin chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Nét Đẹp Miền Tây. Phía trước cái dòng xây đó chính là nơi đang thi công để nâng cấp cái quảng trường Sa Đéc lại. Các tập vừa rồi em cũng có chia sẻ một vài video, thì không còn bao lâu nữa, chỉ còn khoảng 20 mấy ngày nữa là sẽ đến ngày 30 tháng 12 2023 đến ngày 1 tháng 5 2024 là cái thời gian tổ chức diễn ra cái lễ festival hoa tại Sa Đéc lần đầu tiên. Hiện tại ở phía trước cái dòng xây này là nơi thi công gấp khúc để mà hoàn thành cái công trường, cái công trường đó để chào đón cái lễ festival tại quảng trường Sa Đéc, cũng như là hiện tại đang thi công xuyên suốt 24/24 luôn. Không biết là bây giờ tiến độ ra sao như thế nào. Ở buổi tối ngày hôm nay tại Sa Đéc, em xin được phép cập nhật về một số hình ảnh nơi công trường đang thi công để chào đón một cái buổi lễ festival ha đầu tiên tại Sa Đéc. Chắc lẽ là năm nay Sa Đéc sẽ là năm gọn gàng, bận gọn nhất, cũng như là tất bật cho cái vụ trồng hoa để đón cái festival hoa sắp tới là đón Tết 2024. Bây giờ mời quý diễn giả cùng theo em để đến nơi công trường đang thi công, coi cái hoạt động các anh em công nhân đang thi công ra sao cho cái buổi lễ festival sắp tới. Chỉ còn vỏn vẹn đầy một tháng nữa thôi là đến cái ngày lễ trọng đại đó, quy tụ rất nhiều các bà con ở các tỉnh thành khác, người ta đến đây để tham gia tham dự cái dự thi cho cái lễ festival hoa này. Bây giờ thì mời cô chú cùng theo em nhé.
Đây là những hình ảnh vào ban đêm cả nhà mình cùng xem, thì vẫn đang thi công tất bật để gấp rút, hy vọng là sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Ở phía bên trên khu vực phía trước đó chính là các xe cẩu đang cẩu thi công để mà xây dựng trong cái khu vực khuôn viên của cái quảng trường đang nâng cấp nè. Làm việc xuyên suốt ngày đêm 24/24 luôn nha quý vị khán giả. Hy vọng là tiến độ sẽ như đúng kế hoạch đề ra để chào đón một festival hoa sắp tới, chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một tháng nữa thôi là đến. Còn đây là cái phần đường nè. Phần đường thì hiện tại mình thấy là đã cấp phối đá dăm bên dưới nền đường nhưng mà chưa tới thảm nhựa. Và hai bên thì làm cái lắp đặt những cái đá hoa cương để làm cái vỉa hè đó, ở hai bên đã lắp đặt được một số rồi. Và bên dưới thì làm nắp cống nè. Cái phần cống thì đã lắp đặt rồi nè. Rồi sắp tới nữa, sau khi hoàn thiện các cái phần bên cái khu vực bên trong của cái nơi nâng cấp cái quảng trường á, thì chắc lẽ là sẽ tiến hành cho việc thảm bê tông nhựa nóng cho cái phần đường. Hiện tại thì cái phần đường còn một trong những giai đoạn cuối nữa là thảm nhựa nóng lên bên trên cái phần đường này. Lúc đó mình có thể chạy xe ra vào cái đoạn đường này nè để mà ngắm bên phải là cái khu vực của cái quảng trường. Nơi đây có thể là diễn ra là cái xe nó diễu hành á, diễu hành các cái xe hoa, người ta sang trang trí làm xe hoa, cũng như là cái festival hoa ở Đà Lạt vậy đó. Thì có rất nhiều các đơn vị sẽ đăng ký tham gia để mà dự thi, sẽ đi biểu diễn xung quanh cái khu vực của quảng trường, và bên trong khu vực quảng trường cũng có chấm điểm và các lễ hội ở trong cái khu vực của festival hoa này. Rất nhiều lễ hội mà sắp tới thì sẽ có dịp có thời gian sẽ chia sẻ về cái festival hoa khi buổi lễ diễn ra nha. Ở phía trước chính là con đường. Tại vị trí này nơi cái hệ thống cống thoát nước nè, hiện tại em thấy là cũng đã thi công xong cái hệ thống cống thoát nước ở bên trên, chỉ còn đậy nắp cống và một số cái hạng mục để mà chỉnh chu lại vị trí này bên trên cái nền đường bên trên của nắp cống. Ở ngoài đây chính là cái tuyến đường Tôn Đức Thắng, và nối dài tới đằng phía trước đó chính là ngã ba nối vào đường Trần Phú. Cả nhà có thể nghe âm vang những cái tiếng từ các cái thiết bị đang thi công trên công trường nâng cấp quảng trường Sa Đéc nè. Bây giờ thì mời theo em để cùng xem một số vị trí khác, xem coi việc thi công ra sao và như thế nào, để cho cả nhà mình thấy được cái hoạt động, cái việc xây dựng vào ban đêm cũng như tiến độ của công trình này. Hiện đã lát đá hoa cương được một vị trí nhỏ này. Tại đây là cái phần cái có thể đây là cái vỉa hè. Vỉa hè cặp với cái tuyến đường Tôn Đức Thắng nè. Bên trong là chắc lẽ là những hàng cây cổ thụ này vẫn còn giữ lại để làm đẹp cho cái quảng trường. Đây là cái phần cái nền của quảng trường sau này có thể là như thế này nè. Bên trong thì sẽ tiến hành lát đá hoa cương hay là gạch gì đó, thì trong các video sau em
đi đến đây, nếu có dịp sẽ cập nhật cho cả nhà mình xem tiếp tục về cái vị trí, cái nền của cái sân quảng trường như thế nào nha. Và bây giờ cùng theo em di chuyển đến một vài vị trí tiếp theo nữa nha. Ở phía trước thì cả nhà có thể nhìn thấy tập kết những cái đống đá hoa cương kìa, để làm cái phần vỉa hè. Hiện tại thì công trường vẫn còn rất là lộn xộn, tại vì cũng đang thi công bên trong nha cả nhà. Cho nên cả nhà khi mà chạy đến đây hãy chú ý đến những cái vị trí mà người ta cấm bảng nguy hiểm rồi, để mình chạy cẩn thận, để tránh qua vào phải đá to, những cái chướng ngại này gây nguy hiểm. Đặc biệt là các cô chú lớn tuổi đi về ban đêm hãy hết sức chú ý nha. Ở vị trí này thì em quan sát thấy là sau khi mà đã có được cái nền đường, người ta đang tiến hành cho việc trải đá dăm trong cái hạng mục khối đá dăm. Đây có thể là sau này sẽ là một cái tuyến đường để đi vào bên trong khu vực của trung tâm cái quảng trường. Quảng trường nó có một cái bản vẽ thì nó chia ra ba khu vực: khu vực quảng trường chính và khu vực để làm tổ chức lễ, và cái phía cuối cùng là nơi vị trí để mà làm nhạc nước, đèn mỹ thuật nha cả nhà. Vị trí này em quan sát là cái con đường để mình đi vào, hiện tại đang trong cái hạng mục là khối đá dăm, tải đá dăm, để sắp tới sẽ tiến hành thảm nhựa nóng lên bên trên. Và đây thì em quan sát thấy những cái phần trắng trắng nè, những cái đá hoa cương được tập kết vị trí này cũng rất là nhiều luôn. Còn vị trí phía trước này bên dưới thì đang thi công những cái hệ thống đường cống thoát nước nè, cũng như chỗ này thì đang bắt đầu san lấp mặt bằng để làm cái nền cho quảng trường. Vẫn còn rất nhiều công việc đang thi công tại quảng trường, không biết là còn vỏn vẹn chỉ có chưa đầy một tháng nữa thì cái tiến độ này không biết là quảng trường để đón khách chư quanh Sa Đéc như thế nào. Bây giờ cùng theo em tiếp tục xem những thước video này nữa nhé. Ở phía trước cả nhà có thể nhìn thấy cái băng rôn tình đất tình hoa là một cái biểu tượng cho festival hoa tại Sa Đéc này. Và em phát hiện tại cái vòng xoay phía trước đã được trang trí rồi nè. Nhìn thấy không gian, cái không khí giống như trang như là Noel sắp đến rồi. Khi nhìn thấy cái màu sắc cũng như là cái trang trí tại cái vùng bên vòng xoay đó, để chào đón cho khách siêu anh hoa sắp tới. Tại các vị trí nơi các tuyến đường xung quanh khu vực của Sa Đéc gần khu vực của quảng trường thì các cái bồn cây xanh người ta đã đang trong cái giai đoạn chỉnh trang để nâng cấp làm đẹp cho những cái bồn cây xanh trên các tuyến đường tại Sa Đéc gần khu vực của quảng trường.
Cái quán cơm này nằm ngay tại ngã tư giao với đường Nguyễn Sinh Sắc tại phường 1 thành phố Sa Đéc nha cả nhà. Bên đây chính là khu vực của cái công ty mắt kính, và trong đây chính là trong khu vực của cái quán ăn nè. Quán ăn rất là rộng lớn, mà bây giờ thì cũng hên là mình kêu ăn xong hai dĩa cơm vì bây giờ cũng hết cơm luôn nha cả nhà. Đi chảy xíu là không còn cơm để ăn luôn á. Mời cả nhà cùng về Sa Đéc với em để thưởng thức ẩm thực về đêm nha. Tại đây thì trên một con đường ở khu vực của thành phố Sa Đéc nè, em phát hiện có một cái quán cơm tấm rất là đắt luôn, chỉ với 25.000 thôi. Đó, có thịt nè, rồi trứng nè, có chả nè cả nhà, nhưng mà hôm nay là do bán đắt quá nên hết chả luôn. Bì nè, trông rất là ngon nha cả nhà, miếng thịt rất là lớn luôn, để em dạch cho cả nhà mình xem nè. Đây, cái tảng thịt rất là lớn nè. Rồi có dưa chua, có dưa leo nè, đó, miếng thịt rất là lớn luôn nha. Trong dưới là tôm tắm nè. Giờ em sẽ chan nước tắm lên ha. Rồi bây giờ em sẽ cắn thử cái miếng thịt này coi như thế nào nha, cảm nhận coi nó hương vị ướp như ra sao nha. Thịt cắn rất mềm nha, ướp cũng rất là vừa luôn, vừa ăn lắm. Rồi bây giờ em múc miếng cơm này ăn với bì, mà cả nhà cùng ăn với em nha. Cơm cũng mềm vừa ăn lắm nha. Đây còn có cái trứng nè. Thì một dĩa như vậy chỉ 25.000 thôi, rất là rẻ, rất là bình dân luôn. Rất là hợp với bà con mình lao động phổ thông luôn cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn tiếp với em nha. Ăn rất là ngon. Đây mình còn có rau muống chua nè, với dưa leo nè. Một dĩa cơm như vậy nè thì mình cảm thấy là vừa ăn với một người bình thường nha, là mình ăn hơi đảm bảo no rồi đó. Mời cả nhà cùng tiếp với em nha. Hôm nay á thì mình chia sẻ cả nhà mình một góc của làng hoa Sa Đéc kết hợp với buổi tối, đây là hình ảnh về ban đêm, một góc đường cũng như là một cái quán cơm vào buổi tối. Cả nhà về đây ghé cái quán cơm này, một chút nữa em sẽ quay cái địa chỉ cho cả nhà mình cùng xem cái quán cơm này nha. Cơm này nằm ngay tại ngã tư giao với đường Nguyễn Sinh Sắc tại phường 1 thành phố Sa Đéc nha cả nhà. Bên đây chính là khu vực của cái công ty mắt kính, và trong đây chính là trong khu vực của cái quán ăn nè. Quán ăn rất là rộng lớn, mà bây giờ thì cũng hên là mình kêu ăn xong hai dĩa cơm vì bây giờ cũng hết cơm luôn nha cả nhà. Đi chảy xíu là không còn cơm để ăn luôn á.